Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì nhà vườn em xin giới thiệu với các bác cái cây giống nhót Nhật, hay còn gọi là bi hoa Nhật nhé. Đây, cây cao tầm độ 1m6 đến 1m8, đang hoa và đang quả, gốc 2 phân đến 3 phân. Cây giống này quả rất là sai nhé, trái đậu tự nhiên tại Việt Nam luôn ạ. Đây, các bác mà có nhu cầu mua ấy, xin liên hệ em theo số điện thoại là 0979593862. Em gửi tỉnh toàn quốc nhé các bác. Lô này nhà em về cây rất là đẹp, đang nhiều hoa và quả. Cây rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây nhá, quả rất là sai luôn. Đấy, cái hàng này về các bác trồng là có quả ăn luôn này. Nhiều cây cao 2m, gốc to đẹp. Này, cây rất là đẹp luôn ạ. Hoa sai. Cây này là rất là dễ đậu quả nha cả nhà, có thể trồng được tại các vùng trên cả nước luôn. Đây, các vùng trên cả nước đều trồng được hết. Cái giống này ăn có vị ngọt thanh nhá. Ăn ngọt thanh và trái nó khi mà chín ý thì nó sẽ to và có vỏ màu vàng ạ. Đấy, ăn rất là ngọt và thanh, thanh mát. Đây, các bác có nhu cầu mua thì xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại của nhà vườn em là 0979593862 ạ. Em gửi xỉ từ 20 cây nhá, gửi cả lẻ luôn ạ.